thì tới đây mấy anh em xin chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho nha. Nguyên, thứ hai, hai anh em hôm nay ăn thử hủ qua dùng thịt bữa ha, không đồng gì hết, ăn chỉ hủ qua dùng thịt thôi. Người ta ăn bữa cơm thì người ta chỉ nửa trái hoặc một trái thôi, còn hai tay này ăn phải căng ký, đây, căng thử bao nhiêu ký. Rồi, 3,2 kg luôn. Rồi, quyên cũng vô luôn. Hai anh em bằng nhau á. Hôm nay hai anh em đuôi ha. Hai chị em. Hai chị em, hai anh em cũng được hết á. Muốn ăn, muốn chị gì thì. Đó. Vậy ha. Kẹt hơi đầu chấp nhất cũng biết, nói hoài cũng vậy à. Ăn như chị cũng được hết. Hai anh em thử thế này. Hai anh em chọn cái thời gian hai anh em thi đi. Chọn ngay thế nào? Ngồi cho Vĩnh Hai. Hả? Cho Vĩnh Hai. 15 phút. Sao cũng được. 15 phút nha. Không suy nghĩ luôn nè. Hết trước 15 phút có 1 triệu, hết sau có một xị đổ xăng đi về nhà ha. Ok hiểu không ha? Sau khi đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng hủ qua nhồi thịt với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. 1 2 3 15 phút. Nóng lắm.
Thank you.
quá hay. Quỳ hôm nay ăn nhanh thiệt. Thôi thấy thằng ấy buông súng đi em. 13 phút 13 giây. Quá dữ luôn. Hoàn thành sớm hơn dự kiến luôn. Sao tui? Hôm qua là dồn vậy ăn cảm nhận nó sao tui? Ừ. Hả? Ăn được hả? Lâu lâu ăn lần. Hôm nay anh với Thế Hằng ăn hủ qua này bảo đảm mát tới ngủ khỏi đôi nón luôn. Ở phần thưởng của anh với Thế Hằng á Duy. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho nay. Chào bye bye.